em có camera nhưng mà lại chưa thấy, chỉ còn 70k thôi. Thế là hơi khó. Thế rồi, ông Đông Băng có chí ý giảm ra và nói thế ra. Anh xin đi Đông Băng ra rồi. Anh mình là dùng giò luôn. Và đó là 1, 2, 3, 4 ấn tượng nhưng mà có thể như là cũng chỉ tới đó thôi. Thế rồi, Đông Băng ra 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 chạy xuống là quá. Wow, vua Tam Bích kịp luôn không? Rồi, nhưng mà cái này là kiếm nó là 3 stack rồi nha. Ăn tường rồi. Ê, thôi rồi là dùng tuyệt kỹ luôn á. Đó, cái đó là chuyện hồn kiếm tính thời gian trên nó đã dùng rồi không đây? Dùng rồi. Để cho nó có 1 cái 3 không là sẽ rất là khó và không có tiền kỷ nên không có đến từ con kia rồi. Phải cho nó có 1 cái 3 rồi. Thì hồi đó sẽ lại cho nó nằm xuống đi đi từ cụ mặt ra hả? Đúng rồi. Nhưng mà còn là kêu bắn xạ cho nên là con vẫn còn tồn tại sân. Nhưng mà chỉ còn 3 cái máu mà thôi, rất là khó khăn. Đây rồi, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Kiếm rồi. Kiếm ta rồi. Rất đi. 1, 2, 3, 4 và sẽ đặt clan solo rồi. Và đó sẽ đặt clan solo rồi hả? Xem trách nhiệm rồi. A coi được gì là xem trách nhiệm rồi. Đó sẽ làm chân chết. Chân chết. Ôi mà đó sẽ ra. Đó sẽ làm 1 mà. Đó là 2 luôn hả? Và gặp có lẽ sẽ thành công. Đây sẽ quét kiếm này, quét kiếm rồi. Quét kiếm thôi hả? A coi sẽ làm lần tiên nằm xuống không clan ra thôi. Không sao, A coi xem trách nhiệm rồi. Xong rồi, một tí nữa thôi. Một con đó sẽ ra.